đi bạn. Thật chân sướng. Chiến thần bắt cóc hôm nay trầm luôn xuống nặng. Vì không phải đâu, mặt mũi nhợt nhạt, môi thâm xì thế kia. Bà ai đấy? Muốn thân thì em sao? Hả? Chị qua ngồi xin môi cho nó xì. Hả? Đây đây, đi vào đây để tôi đi làm môi cho chị, đảm bảo xinh nhất nách luôn. Đi 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 đi. Hóa ra là mình được đưa tới mỏi để phun môi mọi người ạ. Nơi đây có rất nhiều hot tiktoker đã làm nên mình cảm thấy yên tâm một chút. Trước khi làm thì mình cũng khá là run vì mình sợ đau, nhưng quá trình làm thì nó cũng không đáng sợ như mình nghĩ. Có một chút cảm giác châm chích nhẹ lúc đầu, còn về sau là mình cũng ngủ gật luôn, mình có nhớ gì đâu. Sau khi làm xong thì môi mình trở nên căng và hơi tê nhẹ một chút, nhưng sau khoảng tầm 2-3 tiếng thì môi mình đã trở lại bình thường giống như chỉ là tô son thôi. Giờ có thể tự tin để mặt mộc đi muôn nơi mà không sợ ai chê xấu hay là môi thâm đấy. Hi hi hi. Thành quả thật không khiến mình thất vọng. Chiến thần tóc tóc đúng này. Chiến thần có khác, xem ơi xinh thế. Quay 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 quay.